cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không, đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra sau đó phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuyếp được đựng NG trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Tiến hành kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram, da ma túy các loại ketamine và MDM. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3 năm 2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyết kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyết kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyết bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự trong ngày 22 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.